mà đội hình máy cắt bên một khá là nguy hiểm nè. Đụng hàm không trời. Không đụng hàm. Nó nghiêng con bên nè. Rồi, an toàn anh em ơi. Quá đẹp. Dướng cây một trước rồi. Dướng cây okay mà đăng kìa. Trăm lẻ này cũng hầm hố lắm à. Mấy cây. Rồi nãy giờ thì lên phà bắt đầu xuống anh em ơi, còn thêm cây nữa ở đây thì hạn tại 2 cây. Chuẩn bị chỉnh soạn lắm rồi. Đây. Rồi hiện tại đội hình đang lên bao anh em ơi. Ở đây hiện tại 2 cây anh em ơi. Cái này thì lên phà sau nè. Còn cái này lên phà trước. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Đây 2 cây 100 lẻ cũng xịn soạn lắm anh em ơi. Lúc này thì hai tài cũng ráo riết để chuẩn bị xuống đồng anh em. Trang bị đồ ngon lành rồi đó. Rồi cái này xuống quất trước anh em ơi. Này cứ giữ. Cú này ở đây cũng thấy khá lắm nè anh em, bữa này cũng quá trời bông. Máy này đời 2016 anh em ơi. Rồi tiếp theo em này xuống luôn. Ở đây bữa nay 2 em. Rồi. Tiếp đó thì xe kéo. Rồi xuống búa luôn. Cây này thì anh em tham khảo luôn, tại vì 2 cây bánh 8, bánh 9 không quan trọng anh em ơi, ăn thua tài xế thôi ha. Khởi động hả? Khởi động cho ngon lành gì coi. Bu ly này thì không có độ anh em ơi. Rồi xuống luôn anh em ơi. Nguyên cặp 100 lẻ. Mới giờ thả giặt chưa biết là tốc độ hay không anh em ơi. Núng 1-2 phát rồi. Hiện tại lúc này 2 cây đang so kè anh em ơi. Máy này thì đi trước tốc độ nhanh hơn. Ở đây đồng này thì đồng xã Vĩnh Phước của huyện Chi Tôn, An Giang. Đồng này làm lúa ống trúng bằng đồng lò gạch. Bây giờ thì mình không có thấy chủ ruộng mình hỏi con giá là bao nhiêu một ký anh em.
lúa lúc này cũng có sập, có ngã, tùm lum hết luôn anh em ơi. Trăm lẻ này là trăm lẻ thái cam. Còn đây hai cây đều ráo riết để tranh thủ phượt tốc độ để cho lúa ra để xuống ghe luôn anh em ơi, ghe chờ sẵn à. Máy này đời 2016, 2 cây luôn anh em. Thì đội hình sẽ kéo đi xuống để chuẩn bị ráo riết đi gom lúa anh em ạ. Trời cái mùi quá độc rồi. Dữ. Cách cũng cự ly không xa anh em ạ. Rồi cái này chuẩn bị phanh cua đi qua luôn. Cái này cũng đang tới luôn nè. Giữ ra cho kè. Lúa này hiện tại lúa 504 anh em bán được giá 7.400 đồng một ký. Lúa này thì nào ngay không có trúng anh em ơi, mùa này lúa 504 hay bị lép vàng. Cỡ chừng 700 kg là dữ lắm rồi. Đây lúa 504 nè anh em. Nó lép quá trời lép luôn. Hạt nó không có no. Cái này mình quay chói mặt trời mà hình hơi tối anh em thông cảm ha. Bánh 8, bánh 9 thì không quan trọng anh em ơi. Quan trọng có cá là cắt lúa cho sập cho bà con. Lúa mùa này khó chạy hơn mùa đông xuân lắm. Bị lép vàng quá trời nhiều. Xe đi ba người lận anh em ơi. Có đèn xuyên đêm luôn nè.
cậy được 3 lớp à. Trời, cái đèn chiếu sáng luôn ha. Rồi, quá im. Lúa mùa này dục công ăn nhiều ní. Lúa mùa này mình dục công ăn nhiều. 35.000 ha. Rồi, vậy là dục lúa này 35.000 công anh em ạ. Hiện tại bao lúa này nặng cỡ nhiêu ký? Cỡ 45-50 vào. À, vậy đó hả? 60, 6 ngoài 5 mấy ký cũng có anh em ạ. Đội hình đi tới 3 người là tài thì đứng ở trên nè, để cho hai người lơ dục. Tài sướng hơn lơ anh em ạ. Lơ thấy lúa thấy mẹ luôn. Lơ thấy lúa thấy mẹ luôn, còn tài khỏe quá. Tài chạy ăn công nhiều. Cũng chia đồng luôn hả? Ờ. Có tài nào quét như tài không? Làm tài chia đồng với mấy anh dục lúa luôn. Quá em. Dục lúa thì ăn 35.000 công anh em ơi. Cơm nước thì chủ máy bao luôn, cà phê cà pháo bao hết. Sướng quá. Ba lớp quá đẹp. Hai người công viên bao thì ăn 26.000 một công. Một người thì 13.000, 26.000, còn tài thì 20.000 một công. Tài xế chạy 20.000 khỏe hơn. Tài biết chạy. Biết chạy rồi biết sửa mới được nha anh em. Biết chạy mà không biết sửa là thua luôn. Còn đây đội hình xe kéo nè, cũng chưa có đầy bao. Ý cũng chưa có đầy xe. Chạy máy này biết sửa mới được, mang được 20.000 công. Làm tài thấy gì cái cực lắm anh em ơi. Máy hư là phải sửa, không sửa thì máy không có vận hành được. Cắt lúa ngã gồm gồm, có chỗ ngã sập thì 350.000 một công anh em ơi. Tại vì lúa này chạy nó hao dầu dữ lắm. Chạy lâu, đi tốc độ không có được nhanh. Đó, cái chỗ đó nó sập đẹp lép luôn à. Rồi, lúc này xe kéo đang bo vô à. Còn cái 100 lẻ hiện tại đang đi lên nè. 350.000 một công anh em ơi, lúa sập này. Lúa sập này cắt hao dầu, một công tới 2 lít dầu. Mướn tài máy cắt cột miệng bao rồi dục lúa thì hết 70.000, như là 80-80.000 công rồi. Dầu nữa thì lời cũng không có nhiều anh em ạ. Ngàn nhập gán đeo. Máy em mượn tới vết, nó dữ vậy. Ôi, thiếu bao à. Hiện tại trên xe không còn cái bao rồi. Rồi, tiếp tục vận hành nữa anh em ơi. Rồi, còn năm này cũng cuối cùng luôn anh em ơi. Lúa còn quá trời nhiều luôn. Trắng đồng hết luôn anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.